Hello, xin kính chào các bạn. Mình là Lina Võ, là Realtor ở thành phố Austin, tỉnh Texas. Hôm nay mình đứng đây ở thành phố Georgetown với cái khu gọi là Shadow Creek. Nhưng mà cái khu vực này thì nằm xa hơn một chút, nó gọi là Carlson Place các bạn. Thì ở đây thì thuế đất thì chỉ có là 2.07 thôi, rất là rẻ luôn. Không có mất, không có tiền nước gì riêng tư hết, cho nên là tiền thuế rất là rẻ. Và ở đây đó, căn nhà này họ đang for sale nha, dưới 20.000 giảm giá. Thì căn nhà này bắt đầu list là 380-382.000, và bây giờ họ bán là 359.990 thôi. Thì cái căn nhà này nó có 3 phòng ngủ và 2 phòng ngủ tắm, nó có một cái lầu lên trên, có 2 car garage. Mình sẽ show cho các bạn, nếu mà các bạn nào có thích mua căn nhà ở đây với cái giá rất là rẻ để invest, tiền trả mỗi tháng là chỉ có là khoảng chừng 2.003 mà thôi. Mà nếu mà các bạn mua đó, 2.003 là cái tiền vừa trả principal với interest với lại tiền thuế đất và insurance luôn. Nếu các bạn mà mua invest đó, thì các bạn có thể cho thuê căn nhà này ra cũng cái giá đó. Cho nên nó là rất là có lợi. Khi mình thuê ra đó thì người ta sẽ trả tiền nhà cho mình mỗi tháng. Khi mà cái nhà nó appraise lên đó, thì lúc đó mình sẽ làm lời được. Nếu mà các bạn có tiền nhà đang không có làm gì đó thì hãy mua nhà đất để đầu tư ha các bạn ha. Nếu mà có câu hỏi gì thì gọi cho Lina. Thông tin của Lina nằm ở đằng sau cái video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin nhớ click like và subscribe cho channel của Lina để mình xem thêm những căn nhà mới tiếp nhé. Thank you. Rồi, khi mình bước vào căn nhà này đó là nó có 2 tầng lầu. Cái first floor là cái lầu 1 đây đó, là nó có dán gỗ bằng vinyl các bạn ha. Thì hiện tại cái nhà nó cũng đang under construction, nó chưa có làm xong. Và cỏ chưa trồng, mà mấy hôm nay thì trời mưa cho nên là những công nhân đi làm nó hay dẫm vào trong đây, nó không có được sạch sẽ một chút xíu. Nhưng mà khi nào mà cái nhà này nó xong á, final nó build up thì nó sẽ clean hết, builder nó sẽ clean hết căn nhà này cho mình. Đó, thì khi mình vào căn nhà này đó thì cái khu này nó rất là rộng ha. Nói chung là dưới lầu thì cái không gian này là để là cái phòng family room đó, để mình mở TV ở đó, gắn TV ở bên đây, tắt bên đây. Rồi ở bên chỗ mà cái đèn chùm mà rọi xuống đó là cái chỗ đó là để một cái bàn ăn, dining room. Và sau đó có một cái cửa đi ra ngoài patio đằng sau. Bên đây đó là bếp, Aston Wood làm cái tủ 40 inch cũng cao và cái màu trắng, và họ cũng đặt cái handle vào. Thì cái countertop của họ thì họ cũng làm bằng granite luôn đó. Rồi cái mà Lina thích đó là cái sink mà rửa chén á, nó không có đối diện với cái lò. Đa số những người ở đông của chúng ta không có thích là lửa và nước là đối diện nhau đó. Thì cái căn mẫu nhà này rất là lý tưởng vì nó không có đối diện nhau mà nó lại gần bên nhau. Và cộng thêm là nó có một cái cửa sổ, chỗ rửa chén nó có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài. Khi mà mình nấu ăn đó thì nó lỡ mà có mùi hôi hay là cá chiên hay thịt kho gì đó thì mình có thể mở cái cửa sổ để cho nó thoáng ra ngoài luôn ha các bạn ha. Đó, thì ở đây thì nó cũng có ga. Và đây là cái lò ga hiệu Whirlpool, và cũng có microwave cũng hiệu Whirlpool luôn, cộng thêm máy rửa chén. Rồi tủ cũng có rất là nhiều cabinet luôn đó. Rồi cái island này hay một cái là mình có thể đựng đồ, nó có tủ rất là nhiều luôn, mình có thể để đồ thoải mái, không có cần phải dính cái sink rửa chén vào đây.
nhiều lúc mình cũng thích cái island nó nằm riêng biệt như thế này. Mình có thể ngồi đây ăn uống hay gì đó thì mình không cần phải là lo là bận biểu si thấy nhiều chén dĩa ở trong cái sink. Đây là cái không gian ở phía sau, thì cái chỗ này mình có thể dùng làm một cái mudroom đó, thì nó cũng hiện tại nó cũng đang open đó. Và đây là cái cửa đi ra ngoài garage. Bên tay phải của mình đây đó là cái pantry. Căn nhà này có cái pantry rất là to, có thể mình walk in vô luôn đây được. Và cộng thêm ở trong đây là có một cái space để mình đựng đồ storage cũng có lý ha. Đó, trên đó thì cũng có một cái đèn. Để Lina mở ra đây cho các bạn xem cái sân nó rộng như thế nào. Thì builder ở đây đó cũng cho mình một cái patio cover ha. Đó, rồi là đất rất là bằng luôn. Thì họ sẽ bỏ cỏ và sprinkler system vào cho mình. Đó, cũng rất là rộng rãi. Các bạn biết căn nhà này đó là nó gọi là two story, thì đại khái là tiếng Việt của mình nói là nhà lầu, có nhà lầu đó. Nhà một tầng thì mình gọi là nhà trệt hay là rambler. Tất cả những phòng ngủ đều nằm ở trên lầu hết, cho nên nó là trước khi mình lên phòng ngủ đó thì có cái phòng master bedroom thì ở đây nó có cái hot bath các bạn ha. Đó, thì nếu mình có khách khứa vào thì họ sẽ dùng cái bathroom này. Đây là cái half bath. Bây giờ mình sẽ tiến lên lầu để mình xem cái phòng master với lại những cái phòng ngủ khác. Khi mà bước lên lầu đó thì có một cái khoảng trống ở đây, thì dường như là một cái loft. Đó, thì cái loft này thì để cho những người trong gia đình sinh hoạt ở trên đây. Đó, thì ở bên trên đây thì nó có một cái balcony, thì mình có thể nhìn xuống mình thấy cái không gian của cái stairway với một cái entry của cái lối vào của cái nhà ha. Qua đây á, là không gian của cái phòng master bedroom, thì tất cả những phòng ngủ của cái này đó là đều nằm ở trên lầu hết ha. Không có phòng ngủ ở dưới lầu, thì cái căn nhà này thì rất là tốt cho những người trẻ có thể mà thích riêng biệt lên lầu. Đây là cái master bath đó, thì tất cả đều là màu trắng, thì dĩ nhiên là ta sẽ bỏ kiến vào, hiện tại bây giờ là chưa có làm xong. Đó là cái standing shower, còn đây là cái closet, trước đó là một cái private toilet ở đây, xong rồi qua đây là cái master closet, cũng từng nói cũng lớn ha. Có thêm một cái linen closet chỗ cái cửa đó. Shower đứng. Rồi mình qua bên đây mình check out hai cái phòng ở bên đây. Trở lại cái loft ha. Hai cái phòng ngủ ở bên đây, cộng thêm một cái full bathroom ở bên đây nữa. Đó, đây là cái phòng giặt luôn. Nói chung là tất cả là đều trên lầu hết. Ở Mỹ đấy, người ta xây nhà thường thường là người ta để cái phòng giặt nó gần những cái phòng ngủ để cho nó tiện á. Khi mà mình mặc quần áo rồi mình đem ra mình giặt luôn, thay vì để phòng giặt ở dưới. Người Á Đông châu Á của mình thì thích phòng giặt ở dưới để cho nó khỏi ồn ào đó. Mà lỡ có nước chảy gì á thì mình có thể lo lắng được hơn, dễ dàng hơn. Nhưng mà Mỹ thì họ lại thích là tiện nghi thôi đó. Cho nên là họ để cái phòng giặt ở trên lầu gần cái phòng ngủ. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ hai ha. Rồi qua bên đây là cái phòng ngủ thứ ba. Tiến tới đây đó là cái phòng full bath. Đó, cái full bath này là để share cả hai cái phòng ngủ bên ngoài. Nhà chưa có bỏ kiến lên, cho nên khi mà bỏ kiến lên rồi đó là họ sẽ xong xuôi cái bathroom này. Các bạn thấy miếng băng keo mà nó dán vào vách tường màu xanh đó,
là khi mà inspection họ đã làm tới đó, họ dán băng keo vào những cái lỗi đó, thì những người construction manager sẽ đưa người đến để sửa chữa mấy cái lỗi đó trước khi mình close cái nhà đó. So đại khái là đây là cái căn nhà ở khu Carlson Place ở, nằm ở Georgetown các bạn ha. Căn nhà này đó là được bán với cái giá của nó là 382.000, nhưng mà đã hạ giá xuống còn 359.999, có nghĩa là 360.000. Thì nói chung mà ai mà có nhu cầu mua căn nhà này đó, là hãy nên nhớ là cái tất cả những phòng ngủ đều ở trên lầu hết, còn ở dưới đây thì có một cái bếp như một không gian sinh hoạt mà thôi, với phòng ăn, phòng ngủ, game room với lại phòng giặt đều nằm ở trên lầu hết ha. Đó, thì cái căn nhà này xây sắp thành xong rồi thì có thể là close được trong năm 2000, cuối tháng này 2022, mà nếu mà làm loan không kịp thì họ có thể đợi qua tháng 1 năm 2023.